Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 7 tháng 5, thì cũng có nhân duyên lành, thì Nhi trưởng tại tỉnh Xá Ngọc Trường đây cũng có nhã ý thỉnh tôi, cũng như thường lệ mấy năm trước thì tôi đi vắng để về Đà Lạt dưỡng bệnh cũng một thời gian gần 3 tháng. Thì hôm nay Ni trưởng cũng có nhã ý thỉnh để tiếp tục giảng pháp cho Phật tử tại tỉnh Xá Ngọc Cường đây. Thì hôm nay mới có sự hiện diện của tôi. Thì quý vị đã nghe cái bài giảng của tôi nhiều lần rồi, thì tôi xin nhắc lại là đạo Phật thì nó bao trùm hết. Thì sở dĩ có đạo Phật như Phật Đản vừa qua, tức là ngày rằm tháng 4 trước Thái tử Siddhartha, thì chưa có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Rồi ngài mới đi tầm đạo sau khi bỏ ngai vàng, bỏ địa ngọc, lầu son, gác tía, vợ đẹp, con thơ, cha già để đi xuất gia. Cuối cùng sau 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo, thì 6 năm khổ hạnh cho tới kiệt sức. Tôi bây giờ cũng ốm o gầy mòn giống như Thái tử Siddhartha đây, chỉ còn có xương bọc lấy da thôi. Thì cuối cùng ngài chết giấc, rồi sau tỉnh dậy ngài thấy tìm đạo bằng cách khổ hạnh không đi đến đạo quả. Hồi xưa thì ngài ở cung vàng địa ngọc, ngài quá dung dưỡng, thì dung dưỡng đưa con người tới cái trì trệ, không có cái thức trong sáng. Còn khi khổ hạnh quá kiệt sức thì cái trí tuệ, cái thức cũng không có trong sáng được. Cuối cùng ngài mới tìm con đường trung đạo, tức là cái bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân của ngài đó là ở con đường trung đạo, không thái quá mà cũng không bất cập, tức là 10 giới cấm, cái nền tảng của đạo Phật. Thì ở đây tôi đã yêu cầu quý vị trả về 10 giới cấm đó rồi, nhưng mà ở đây trả có 5 giới thôi, đúng ra 5 giới thôi. 5 cái sau là 5 cái hạnh. 5 giới là: một, không sát sanh, đó là không làm điều ác mà phải đều làm điều lành. Cái giới sau là rất khó giữ, đây là cái hạnh kiểm, cái tư cách của một người xuất gia. Người cư sĩ không có giữ cái này được. Thành ra đây là cái nền tảng của đạo Phật. Đạo Phật còn thì 10 giới còn, mà 10 giới mất thì đạo Phật phải mất. Cả vợ con người khác thì cũng kẹt đấy. Còn nói dối mở ít thôi, nói dối quá nặng cũng ở tù thôi, có thể đi tới tử hình đấy. Thành ra mấy cái giới là rất dễ giữ, vì hại mình hại người. Còn cái hạnh thì quý vị không có hại ai hết á. Tôi ngồi ghế xích đu, tôi hút thuốc, tôi bà chú o thì cũng không ai nói gì tôi được. Nhưng mà với cái mặt, cái áo này, cái đầu trọc mà làm vậy là giống người cư sĩ á, giống người thế tục thôi. Thành ra tôi làm thì không có hại ai hết, nhưng mà cái tư cách người tu và tôi không thể đi đến quả thánh được, nó chướng ngại cho con đường thánh quả. Thì thôi chúng ta nói sơ thôi. Thành ra đạo Phật đó, sau khi mà Thái tử Siddhartha thấy rằng con đường trung đạo là đi đưa xác thân thôi, còn cái tâm làm sao đi tới niết bàn, thì cái tâm của chúng ta có 5 thôi, trong cuộc đời có 8 khổ, thì quý vị cũng trả hết rồi đó. Thì tôi bắt trả lại đấy, mấy cái đó là cái nền tảng mà người Phật tử phải nằm lòng. 5 giới cấm không làm, 5 điều lành phải làm, và cái tiến trình tâm của con người mình đó: một là sắc thân, 2 là cảm giác, 3 là tư tưởng, 4 là ý chí, 5 là a lại gia, tức là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức của chúng ta xuyên qua cái sắc thân 6 căn này. 1 là mắt, 2 là tai, 3 là
lỗ mũi, bốn là cái lưỡi, năm là cái thân, sáu là cái ốc. Sáu bộ phận này phải qua cái tiến trình năm uẩn, tức là có cái sắc thân là sắc thôi, từ thọ tưởng hành thức hoàn toàn thuộc về tâm. Thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu cho rõ đấy. Tôi thấy giờ trả như vậy chứ quý vị trả bài có nhiều rất thuộc, nhưng mà hỏi lại là không biết gì hết, học để trả cũng như là trả quỷ thần thôi. Có người rất thích trả bài, hồi trước thì trả không được, tới chừng mà cái máy nó nổ rồi thì đèn nó không tắt, nhận nút nó cũng không tắt nữa. Nhưng mà hiểu cho rành, nghiền ngẫm cho thấu đáo, lấy cái thí dụ trong cái thuộc sống sắc thân của mình thì quý vị làm không được. Thành ra hôm nay tôi phải lặp lại, tôi giảng cách khác. Tôi thấy là mấy cái kỳ giảng tôi nói thất bại, chẳng những thất bại ở đây mà cả Vĩnh Long Tăng Ni cũng thất bại, cũng giống như quý vị à. Tôi nói bây giờ Tăng Ni với cư sĩ bây giờ, tôi không muốn dùng cái chữ đó nhưng mà phải dùng thôi, làm biến. Không phải nói làm biến, mà đạo Phật thì lấy cái tinh tấn là gốc, không tinh tấn là không đi tới đạo quả được. Chúng ta thấy ba phẩm, bảy phẩm trợ đạo, trong bảy phẩm trợ đạo mà tinh tấn chiếm hết 9 phần 9 lần. Còn Tăng Ni cư sĩ bây giờ lấy cái ngược lại cái tinh tấn là cái gì? Cái làm biến. Làm biến dữ lắm. Học bài thì muốn trả cho thuộc vậy thôi, chứ còn cái thực hành vào cuộc sống này không có. Mà đạo Phật là đạo sống, đạo thực hành chứ không phải đạo để trả thuộc lòng. Rồi thực hành ở đâu? Thực hành qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ốc. Sống làm sao mà thấy rõ cuộc sống này, đừng có nhiễm ở trong đó, đừng có dính mắc nữa. Mà như thế nào là thấy rõ? Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó. Là quý vị phải đi vào con người quý vị qua cái sự hướng dẫn của tôi. Thì tôi thấy hồi đó tôi học siêu phẩm đó, thì bây giờ chắc phải trở lại mẫu giáo quá. Nghĩa là đi từ chút quý vị thôi. Phải trả mắt do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, do duyên lỗ tai, do duyên thình trần thinh trần phát hiện nhĩ thức, do duyên lỗ mũi, do duyên hương trần phát hiện ra tỷ thức, do duyên cái lưỡi, do duyên vị trần phát hiện ra thiệt thức, rồi do duyên sắc thân, do duyên xúc trần phát hiện ra thân thức. Thì năm cái này đó thì chúng ta phải học cho rành và giải thích cho rõ. Ví dụ do duyên con mắt thì con mắt đây là chúng ta kêu là căn, mà khoa học thường kêu á, mấy vị đi học đâu nói căn mấy vị không biết đâu, mà nói sinh lý là quý vị hiểu. Rồi do duyên căn con mắt tiếp xúc với trần là sắc, mà sắc nói trần thì quý vị không biết là cái gì, mà nếu nói theo khoa học đó thì kêu là vật lý. Từ giữa sinh lý và vật lý quý vị cũng không phân biệt được, và đạo Phật là phải phân biệt cho rành. Nó là nằm trong con người mà mới phát hiện ra nhãn thức. Mà nhãn thức là cái gì? Nhãn thức là tâm lý, là do duyên con mắt sinh lý tiếp xúc với sắc trần là vật lý. Rồi mình có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh đầy đủ trong đó. Để mình dính mắc vào cái nào thì chết đầu thai vào cảnh giới đó. Vì thấy nó ghê gớm vậy đó. Mà từ xưa dữ vậy đâu có ai biết gì. Bữa nay phải rành. Mỗi khi mình tiếp xúc với sắc trần, con mắt mình tiếp xúc, mà sắc trần là cái gì nữa, cái gì cũng phải hiểu. Rồi sau tôi bắt trả bài từ chút đó. Sắc trần tức là con mắt tôi thấy được cái bình thủy, thấy được cái bom, thấy được cái nhà cửa, thấy được sự vật, đối tượng của con mắt thì đều kêu là sắc trần. Cái gì có hình tướng mà con mắt nó có thể nhận biết được thì cái đó đều là sắc trần. Một cái gì là cái tiếng nói mà cái lỗ tai nó có thể nhận, nó nghe được thì cái đó là thinh trần. Tiếng chim hót, tiếng gà dịch, tiếng búa lân, tiếng chửi tề, tiếng ca giọng cổ,
tiếng của chó sủa, tất cả những âm thanh này đều là sinh cảnh. Chúng ta phải học cho nằm lòng. Chúng ta ngày mà nhiều khi mình chẳng biết gì hết. Bữa nay chúng ta đi sâu vào đó. Mỗi vị phải trả. Thì tôi lập trước, rồi quý vị sẽ đọc theo tôi, giống như lúc Mẫu Giáo vậy. Rồi ba lần như vậy đó, thì tới quý vị tôi chỉ cái thước bản ngay chỗ nào, quý vị lọc đời như đó. Rồi ba lần như vậy là tới từng mỗi người. Mỗi người tôi chỉ đâu ngay cái thước bản đó, con mắt sắc trần phát thiện nhãn thức, quý vị đọc theo. Rồi tôi bôi bỏ hoặc tôi che đó, quý vị nói thuộc lòng. Ở trong mình chứ không phải trên bản, bắt đầu nương vào cái bản. Rồi sao quý vị nhìn con mắt mà là tiếp xúc sắc trần là chung quanh. Con mắt là căn, tức là sinh lý. Sinh lý là địa ngục hữu gián, còn sắc trần là địa ngục vô gián. Thành ra sinh lý là có sự sống mà chưa có cái biết. Còn vật lý là không có sự sống mà không có cái biết luôn. Thì trong con mình có đủ hết trơn á, ngoài có gì là trong con người có đủ cái đó. Nếu quý vị sống với con mắt thì quý vị đang là ở địa ngục hữu gián. Thì ở sau này có cái bản về thập địa diêm vương đó, ở ngay trong con người nè. Quý vị coi vậy chứ quý vị đâu có biết cái bản nó đề cái gì. Thập địa diêm vương đó là của vũ trụ, thì nó phát xuất từ thập địa diêm vương ở trong con người mình. Không ai giải thích là quý vị không biết. Học cái đó rồi quý vị ra coi cái bản, quý vị thấy là trong mình có đủ hết trơn. Thập địa vô, 18 tầng địa ngục có cũ trong này hết. Để quý vị biết hiện tại mình có ở trong địa ngục đó hay không, mình có ở trong ngạ quỷ hay không. Thành ra tôi phải giảng rành, rồi quý vị phải trả thuộc lòng, rồi quý vị áp dụng vào cuộc sống. Ví dụ sẽ cho thí dụ như vậy mới tạm xong, mà không phải một người kỳ tới nữa là trả tiếp nữa. Chừng nào trên 2/3 tôi mới giảng qua 4 đường thiện, ít nhất là cũng gửi gặp tôi 4-5 lần nữa, thì cái 4 đường ác này mới xong. Đây là cái lốt của Mẫu Giáo đấy, tôi là phải tập vậy đó. Rồi có lẽ tôi lên Vĩnh Long giảng, mùng 9 là tôi lên Vĩnh Long giảng, thì chắc cũng tăng ni cũng phải bắt đầu Mẫu Giáo nữa. Tăng ni tôi thấy bây giờ cũng tệ quá, tôi lầm. Thì trước tôi lên tôi tưởng tăng ni trình độ cao quá, tôi bắt đầu giảng không ai hiểu cái gì hết. Thì tôi tập sự bữa nay là ngày đầu tiên á, tôi ngồi thiền ở Đà Lạt, tôi nghĩ bây giờ không biết cách giảng nào cho nó dễ hiểu. Tôi thấy mấy kỳ giảng trước nó thất bại, chỉ có một số ít là nắm được cái bài giảng của tôi, còn đa số là chẳng hiểu gì hết. Sau này qua tôi bắt trả bài một số thích, thì trả để trả nợ quỷ thần thôi, trả để mình có cái danh là mình thuộc bài thôi. Còn chỉ chừng biểu cho thí dụ là cho không được. Và đạo Phật là đạo cuộc sống, chứ không phải là đạo trả bài, không phải là nói miệng, mà là cái sống của mình. Mình sống mà không dính mắc thì đó là đạo Phật. Còn sống mà biết là nó ác một cách lờ mờ không rõ, một cải sửa để giọt lên, thì đây là đạo người trời. Đạo này đã có 62 tôn giáo thời Đức Phật có rồi, nhưng mà đừng dính mắt thì chưa có tôn giáo nào có. Thì tôi sẽ giảng cái đó từ 4 đường ác cải sửa qua 4 đường thiện. Thì cái tu nó làm sao, thì mình phải có thứ lốt, tu phải có chỉ có quán. Có chỉ là đè xuống, quán là quán vô thường vô ngã, khổ đau quán về duyên khởi, hay là pháp duyên khởi sát na, duyên khởi chu kỳ. Thì người trời chỉ quán được duyên khởi chu kỳ thôi, duyên khởi sát na là qua đạo Phật. Thì hai cái nó khác làm sao, quý vị phải nắm được. Thì cái đó quý vị sẽ gặp tôi cũng 10-20 lần nữa. Bây giờ tôi giảng chậm thôi, đi mau để được quý vị không hiểu gì hết. Thà là ít là quý vị hiểu, hiểu vào quý vị áp vào dùng trò trong cuộc sống này.
Rồi quý vị không thể qua đạo Phật được, không thể qua nhập lưu nhất vãng lai bất lai, vì cuộc sống bây giờ rất là khó. Muốn qua nhập lưu đó thì quý vị phải nhờ cái đức của chư Phật, nhất là đứng Như Lai. Mà cõi đời này Đức Phật Thích Ca đã tịch diệt lâu, 2000 mấy trăm năm rồi. Thánh tăng thì cũng ẩn hết, cõi này là cõi ác mà. Thánh tăng ra thì nó cũng dứt thôi, như sư trưởng mình đã qua là giáo hóa có 3-4 năm là nó dứt thôi. Thì các ngài không có vua ủng hộ. Vua bây giờ Atula, mấy ông vua giờ bây giờ không có đạo đức, thì không ai ủng hộ cho đạo Phật, thì mấy vị thánh tăng phải chịu cốt. Hồi xưa Đức Phật đã giáo hóa chính ông vua ủng hộ. Vua Tần Bà Sa La nè, vua A Xà Thế nè, vua nhiều ông chích ông vua. Ngài đi tới đâu được vua chúa ủng hộ, mà vua chúa ủng hộ thì ai dám đụng tới ngài. Thành ra đó chư tỳ kheo nói không, phạm giới là ông vua không dám xử, chỉ có Đức Phật giáo hội mới xử thôi. Một khi mà Đức Phật trục xuất rồi đó thì ông vua mới gửi vô, nó thuộc về dân của vua. Còn giáo hội tỳ kheo đó của Đức Phật. Chúng ta thấy ông vô não đó, ông giết 999 người. Vua Ma Tư Nạc tìm gặp ông để mà giết ông, thì bao nhiêu quân lính rượt ở bắt ông chạy vô rừng. Ông giỏi lắm, người giỏi lắm, con của quốc sư mà. Mà ông leo trên cây rồi lính bao nhiêu vô ông bắn chết hết. Cuối cùng ông vua phải cho lính rút trở ra, bao ông dứt lương thực ông để mà ông ra đặng mà giết ông. 4-5 năm trời không bắt được ông. Ông giết tới 999 mạng người dân. Rồi cuối cùng Đức Phật phải đổ ông. Nó dài lắm nhưng mà tôi nói sơ thôi. Rồi muốn sắp sửa giết mẹ Đức Phật mới vô thì Đức Phật mới đổ ông. Đức Phật biết ông hồi xưa là một vị tỳ kheo, nhưng mà phạm giới gì đó tôi không nhớ, thì bây giờ mới bị sa đọa như vậy. Ông giỏi mà văn cũng giỏi, còn bị cái ông thầy ngoại đạo á, tức là dạy võ cho ông, rồi có bà vợ đẹp, bà vợ mới mê ông vô não này, và không được mới đổ thừa, thì ông chồng mới dùng bùa chú để đánh ông vô não này. Thành ra Đức Phật mới đi cứu. Thì sau khi Đức Phật đổ được ổng rồi, câu chuyện hay lắm ạ, nhưng mà không có thời giờ. Nó đổ ổng về rồi đó thì ổng tu có mấy tháng trời đắc quả là hắn. Thì ông vua khổ não quá, mà Đức Phật đổ rồi mà ông vua không hay, mấy tháng rồi ông đắc quả là hắn rồi. Ông vua vô mới thấy một vị A-la-hán đi vô gốc cây, đi xuyên qua gốc cây rồi đi trở ra, đi xuyên qua gốc cây nữa. Ông vừa đứng lại coi, ông này lạ quá, sao mà thần thông gì hay quá vậy. Cây đi vô đụng đầu lỗ đầu, ông đi vô cây rồi ông qua bên kia cây, cái cây cổ thụ to. Mà không ngờ ông đó là ông vô não. Giờ cạo đầu coi không có biết. Thì vua Ma Tư Nạc mới vô lễ Phật. Thì vua Ma Tư Nạc lo lắng tiều tụy. Đức Phật hỏi sao bữa nay bệ hạ thấy, đại vương thấy một bộ tiều tụy quá vậy. Ông nói tôi lo có một cái thằng vô não, nó giết 999 người mà tôi bắt nó 4-5 năm nay bắt không được. Đức Phật biết rồi, ngài mỉm cười. Rồi nếu mẹ bắt được thì bà làm sao? Nói tôi sẽ xử tử hình, lắc nó từng miếng thịt để trả thù cho mấy người thần dân bị nó giết. Rồi Đức Phật hỏi nếu mà nó đi tu bà nghĩ như sao? Ông mừng quá, nếu đi tu thì trẫm sẽ tha nó, nếu nó vào giáo hội của Đức Thế Tôn thì trẫm sẵn sàng tha cho nó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới mỉm cười, ơi bệ hạ nghĩ vậy phải không? Bây giờ cái ông tỳ kheo mà ngồi kế bệ hạ đó chính là ông vô não đấy. Ông nghe nói ông giật mình, ông mới thụt tay vô cái gương, ông thuốc cái gương người ta, ông nói đâu. Thì ông ngồi cách nhà vua có 2-3 thước à. Cũng là vua rồi quỳ lễ ở giữa, thì ông vô não ngồi bên. Thì nói một vị mà A-la-hán mà đi xuyên qua gốc cây bà thấy là chính là vô não đấy. Ông nói trời, vô sức giả bao lâu mà đắc quả vậy.
thì nó có mấy tháng trời thôi. Đó thì chúng ta thấy là cái đức của Đức Phật rất là lớn. Khi một người vào giáo hội rồi thì ông vua không có quyền xử tội. Chỉ khi nào mà trục xuất ra khỏi đó là. Thành ra hồi xưa có bốn cái đại giới đó, quan trọng nhất đó. Một là đại dâm giới, tức là dâm dục với người cư sĩ mà phát lộ rõ ràng rồi thì ông vua cũng không có quyền giết. Nhưng mà khi mà Đức Phật trục xuất lộ cái y ra rồi đó thì thuộc về nhà vua, thì nhà vua tử hình đấy, thái và can người khác. Còn cái đội thứ hai là trộm cắp lấy của nhà vua, thì theo luật nhà vua lấy của mà quá bao nhiêu tỷ đồng đó thì tử hình. Vì hồi đó ông vua rất là kính Đức Phật, thành ra tất cả cây cối gì ở trong cung điện, mấy cây quý rồi đó, nhà vua thì trong rừng mấy cây nào quý mấy trăm năm đó, gỗ quý cũng như trắc, cẩm lai, gỗ cẩm xe rồi đó, thì đốn đem vô trong nhà vua chứa hết. Thì mấy vị thì kheo lấy ra cất cốc hết. Vì ở đó tự do mà, cho tí thì kheo tự do vào công vua. Tới chiều ông vua muốn cất cái đền đài, ông sửa lại kiếm mấy cây quý rồi lấy hết rồi. Thì ông vua ông tức, ông mới bạch Đức Phật. Đức Phật mới hỏi nếu bệ hạ vậy thì bệ hạ xử làm sao? Thì nói trên bao nhiêu tỷ đồng đó thì tử hình. Rồi thì đó Đức Phật mới họp hết chư tăng, nếu mà sao mà lấy đồ của vua nó mà không xin phép mà trên cái số đó nó thì trục xuất ra khỏi giáo hội. Và từ đó ông vua mới bắt đầu xử à. Chứ còn ở trong mang y tỳ kheo là ông vua không dám đụng tới. Thì chúng ta thấy là cái đức của Đức Phật rất là lớn. Thôi giờ chúng ta trở lại vấn đề. Thành ra hôm nay kêu là mạt pháp là chỗ đó. Một Đức Phật ra đời đó thì cái cõi Sa Bà này nó là mấy người nó lặng rồi thì cái đêm tối mò không có trăng sao. Thì chúng ta tu là chúng ta quờ quạng sờ soạn đi tìm Niết Bàn thôi. Thì bây giờ đó là tôi bốn mấy năm tôi muốn tìm hiểu coi Niết Bàn như thế nào thì cũng nhức nhối đấy. Nhưng mà khi tìm hiểu rồi mà muốn chứng đắc rồi chúng ta thấy khó khăn đấy, khó khăn đấy. Chứ hồi xưa là tôi nói thật là tôi không có tin pháp môn Tịnh Độ, không tin. Bởi vì nó rất là khó hiểu. Nhưng mà khi tôi qua duy thức rồi, thế giới của, bởi vì Đức Phật sau khi chết rồi đó, thì A Nan hỏi ngài sau khi mà Thế Tôn chết tụi con lấy ai làm thầy? Thì nói các con lấy pháp làm thầy. Tất cả chư Phật cả đến ta cũng lấy pháp làm thầy. Mà pháp là gì? Pháp tức là pháp duyên khởi, pháp chu kỳ và pháp sát na. Duyên khởi sát na và duyên khởi chu kỳ. Thì chu kỳ dễ hiểu thôi. Chu kỳ là các nhà khoa học giảng rất rành. Đó là tính cách, khoa học kia là điều kiện. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần thì nó mới phát hiện ra cái nhãn thức. Do duyên nhãn thức mới phát hiện ra nhãn xúc. Điểm gặp gỡ có ba pháp này, căn trần thức mới nhãn xúc, do duyên xúc mới có thọ, do duyên thọ mới có ái. Thì tất cả cái này nhân duyên hết. Do duyên cái hộp bình bát mới có cây bình bát, cây bình bát mới có trái bình bát. Thì cái nhân quả đó là cái nền tảng của đạo Phật. Thì cái này học sinh Phật tử dễ hiểu thôi. Cái này phải có thầy, có người giảng thì chúng ta hiểu được. Nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Thành ra chúng ta nói có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Quá khứ là cái nhân, hiện tại là cái quả, và vị lai là cái quả của cái nhân hiện tại. Thí dụ quý vị gieo hộp bình bát thì hiện tại là hưởng được cây bình bát và trái bình bát. Cái đó kêu là duyên khởi chu kỳ. Rồi hiện tại quý vị không chịu bình bát, quý vị có thể chuyển nghiệp. Thành ra quý vị thường nói bạch sư nghiệp con nặng lắm, hỏi sao lúc này không đi nghe pháp, sao mà lúc này không ăn chay nữa,
Nó có nghiệp con nặng lắm, gia đình con khảo đảo, mẹ con khảo đảo, chồng con khảo đảo, mấy đứa con nó xì ke ma túy nó khảo đảo. Cái nghiệp con nặng lắm, sự con không đi nữa được. Rồi tôi hỏi nghiệp là gì? Nó nặng bao nhiêu ký? Cô bán cái nghiệp cho tôi đi. Cái hiểu lầm này nó nguy hiểm. Cái gì cũng đổ thừa nghiệp hết. Mà như vậy là sư nói không có nghiệp hả sư? Tôi không phải nói vậy. Nghiệp thì dĩ nhiên không phải có rồi. Mình gieo cái nhân gì, mình lập gia đình, có chồng, có con, thì con nó hư thì do xã hội, do chồng, do chính mình. Vì là cái nhân, thì cái duyên là đứa con nó hư. Mình không chăm sóc nó, mình lo buôn bán, lo làm ăn để có giàu có nuôi nó, mình bỏ bê nó. Và cái xã hội bây giờ đang xuống dốc, thì nó theo bạn bè nó phải hư. Thì cái nhân vậy là cái quả nó phải vậy. Bây giờ ngồi đó khóc sao? Giờ hồi mình bác cây, mình bác trái, mình bác là lẽ dĩ nhiên rồi. Bây giờ mà ôm trái mình bác, mình khóc sao? Mình có quyền cải sửa, chặt cái nhánh thấp mà cầu. Mình sải sửa đứa con mình. Mình làm sao cải sửa chứ? Mình cứ đặt dễ hoài. Mình nếu có khả năng thì mình cải sửa, không khả năng thì còn mấy sư cô, mấy sư, mấy thầy nữa. Mà nếu muốn dạy cho con nghe thì mình phải đi làm trước. Mình không giữ giới, mình hư đốn, mình kiểu nó làm đi tu, nó ăn chay, nó làm sao ăn được. Mình muốn khuyên nó ăn chay, mình phải 10 ngày hoặc là chay trường. Mình muốn dạy nó giữ năm giới thì mình phải 8 giới hoặc là làm sư cô. Còn bây giờ con có năm giới dạy nó làm sao nó nghe sư? Thì con mấy sư cố. Còn các sư nào có đức, hãy có đức thì tất nhiên cảm hóa người ta dễ dàng. Đạo Phật không phải là ở giảng pháp hay nha, nên nhớ chỗ đó. Như tôi giảng pháp hay mà tôi không thực hành là tôi nói không ai nghe hết. Cái thân giáo mới là quan trọng. Tôi khuyên quý vị ăn chay trường thì tôi chạy chay ngọ. Tôi khuyên quý vị giữ năm giới năm cái hạnh thì tôi cũng phải 250 giới. Mà không phải 250 giới là thọ không, mà phải giữ trong cuộc sống của mình. Cho tới quý vị thấy được cái con người đó là quý vị cảm mến ngay. Mà khi cảm rồi dạy đâu là quý vị nghe đó. Quý vị không phải sợ tôi, mà là quý vị kính tôi. Thì cái kính nó mới bền, còn cái sợ nó không bền. Sợ là ai mà không sợ công an? Tôi không sợ nó bắt đánh mình chết luôn. Nhưng mà trước mặt thì sợ, sau lưng thì chửi. Thì đó Phật tử nói tôi mà. Còn con nó không có sợ sư đâu, mà nó rất kính sư. Con nói nó không nghe. Con thưa công an bắt nhốt nó rồi bỏ ra, con vô bắt cóc bỏ dĩa thôi. Mà nó gặp sư một hai lần rồi bắt đầu nó bỏ. Chỉ ke ma tí uống rượu gì nó bỏ. Con hỏi mày sợ sư hả? Sao công an mày không sợ? Nó nói công an con sợ, chứ sư con không sợ, con kính à. Con kính cái hạnh, cái đức của sư đó, mà con thực hành theo. Thì chúng ta thấy Đức Phật đó mà có ai sợ Ngài đâu. Mà Ngài nói vua chúa cũng phải nghe theo. Mà vua chúa mà nói không nghe là nó tử hình đấy. Đức Phật có tử hình ai đâu. Chưa hề chửi nữa chứ đừng nói là tử hình. Thế mà ai cũng nghe hết. Thành ra Ngài nói cái gì Ngài sống theo cái đó, Ngài sống cái gì Ngài nói theo cái đó. Và tất nhiên mình phải có hiểu biết đúng đắn. Cái hiểu biết đó tức là tiến trình của năm quẩn. Không làm điều ác, phải làm điều lành, đó là sắc thân. Tiến trình của năm quẩn đó là rửa cái tâm trong sạch. Mà nếu cái tâm muốn trong sạch thì cái thân phải thanh tịnh, phải giữ giới cho kỹ, mới thực hành cái tâm được. Thành ở đây tôi giảng có đầy đủ rồi, nhưng mà chưa có rõ ràng, chưa có đi sâu vào. Bữa nay tôi bắt đầu đi sâu vào. Đi sâu vào. Năm giới không làm, năm điều lành phải làm, cái gì đã trả rồi. Tiến trình năm quẩn cũng trả rồi. Mà tiến trình năm quẩn cái gì chưa có hiểu sâu. Sắc quẩn là căn với trần, với cảm giác và tư tưởng. Căn là sinh lý, là địa ngục hữu gián, trần là địa ngục vô gián. Cảm thọ là ngạ quỷ,
rồi ý thức là xúc sanh. Mấy cái này nằm trong sắc quẩn, chưa có qua thọ quẩn đâu. Mà sắc quẩn là cái gì? À, quý vị phải nắm cho vững. Sắc quẩn là sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, là cái cuộc sống hàng ngày của quý vị. Quý vị đang sống trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, mà nếu quý vị dính mắc trong đó là quý vị hiện tại đang là ngạ quỷ súc sanh. Quý vị đâu có biết, chính cái không biết này đó là cái đau lòng của Thái tử Siddhartha sau khi tìm đạo. Thành ra Ngài mới giảng pháp mà đi 49 năm thì giảng biết bao nhiêu. Bây giờ mới còn lưu lại kinh sách đó, bây giờ có đố ai mà coi cho hiểu. Nếu quý vị không xuất gia, không rỗi rảnh, không ngồi thiền, ngồi thiền một thời phải 7-8 tiếng thì mới có thì giờ mà đi sâu vào cái con người của mình. Tôi không tài hơn quý vị đâu, tôi nói thật á, tôi cũng ngu si á. Nhưng mà tôi có một cái duyên là tôi rảnh hơn quý vị. Tôi ăn nằm với nó, tôi lên Đà Lạt tôi đâu có làm gì đâu. Từ sáng tới chiều có giáo pháp, tôi cứ nhào đi nhào lại nó, tôi coi con người mình. Trong này có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có cõi người trời dục giới, có trời sắc giới vô sắc, có nhập lưu nhất nhã lai A-la-hán, có Như Lai trong này. Thì chúng ta mới thấy là Đức Phật rất là tài tình. Dĩ nhiên con người nào không phải là Phật, mà bỏ con người ra tìm Phật là không có. Mà cái gì mới là Phật trong con người này? Mình phải có thì giờ nghi ngẫm. Cái này không ai chỉ ai được, không ai tu cho ai được hết. Mỗi người phải tự mình chiêm nghiệm lấy. Thành ra mỗi khi có Phật thất này, tôi nói thật tôi rất mừng. Mà không biết sư cô trụ trì có làm nổi không. Cái nổi là cái thật, cái thực chất đó. Không phải hộp gì đâu, rồi là cái làm bàn chuyện tào lao. Tôi mà gặp là tôi bắt quỳ gối à, tại chỗ. Vô đây là chỉ có niệm Phật, ngồi thiền, nghiền ngẫm giáo pháp, để rồi áp dụng vào trong cuộc sống của cộng đồng này. Rồi ra khỏi đây mình đang và áp dụng về gia đình mình, đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho chồng, con cái mình, cho xã hội, cho tất cả những người chung quanh. Làm sao mà tạo được cái niết bàn ngay trong cõi trần này? Mà nếu không được cũng được cái cõi trời, nói với bạn này. Bây giờ nếu được cái niết bàn ở cõi này thì tôi thấy hơi khó đấy. Khó là bởi vì quý vị không có ai giảng giáo pháp giáo quy một cách là rành rõ. Tôi thấy hồi xưa giờ ít có ai giảng mà rành rõ về đạo Phật, chỉ có đạo người trời thì tạm. Đạo người trời, đạo Phật khác nhau sao thì hôm nay chúng ta phải phân biệt. Thì tôi muốn nói với quý vị là hôm trước tôi có trình bày rồi đó. Tôi lấy cái biển để ví dụ nó rõ ràng hơn. Quý vị ra ngoài biển, quý vị ngồi đó, quý vị sẽ thấy cái biển đó là tượng trưng cho cái hiểu biết của đạo Phật. Chúng ta ngồi ở ngoài biển, chúng ta thấy khi mà gió nổi lên đó, thì ngoài biển nó có những cái lượng sóng. Sóng thì vô lượng hình tướng, tùy theo cái nhìn của mỗi người. Sống con chó, sống con trâu, con bò, sống người ta, sống Đức Phật, sống tỉnh xá, sống nhà cửa, nhấp nhô đầy ở trên cái dòng nước biển. Thì tùy theo cái nhận thức của mỗi chúng sanh mà có sống ác, sống thiện chia ra. Sống ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula. Sống thiện là người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Rồi chia tới 8 đường. Rồi từ cái sống đó, chúng ta muốn cho sống ác mà qua sống thượng, rồi chúng ta phải tu phép cải sửa. Tức là tu là sửa. Thì cái này 62 tôn giáo hồi thời Đức Phật đã có rồi, chỉ cho Đức Phật. Và cuối cùng Đức Phật tìm được ông Quốc Đầu Lâm Phất A-la-la, dạy cho Ngài vô sử xứ và phi phi tưởng. Vô sử xứ thì tương tự na ná như A-la-hán,
phi tưởng thì tương tự như Như Lai. Các ngài yên chí là như vậy là thành thánh rồi. Sau khi giảng cho Đức Phật Đức Cực Bao tu một cái có 7 ngày, các ngài tu tới 7 năm, gần 70 năm mới đắc được. Mà dạy lời cho Đức Phật, Đức không ngờ Đức Phật có 7 ngày đã đắc vô số xứ là tương tự A-la-hán. Rồi 7 ngày nữa qua A-la-la, 7 ngày nữa đắc quả phi tưởng giống như là Như Lai. Nhưng mà với Thái tử Siddhartha thì ngài biết đây là đồ dỗn, đồ nhái, chứ không phải là A-la-hán thiệt, không phải là Như Lai thiệt. Ngài mới dạy cho thấy những cái sơ hở, những cái giống giống na ná, đồ dỗn chứ không phải đồ thiệt. Nhưng mà lúc đó ngài chưa tìm được A-la-hán thiệt và Như Lai thiệt. Ngài chỉ cái sai nhưng mà cái đúng thì ngài chưa tìm ra. Thì hai ông đạo sư này phục ngài, mới năn nỉ ngài ở lợi làm đạo sư thay thế mấy ông già hết rồi, 70, 80, sắp sửa chết. Ngài nói tôi xuất gia đây không phải là để làm giáo chủ, mà cái mục đích tôi là chấm dứt cái đồ thai, chấm dứt cái đồ nhái này. Nói bây giờ ngài kiếm hết Ấn Độ không ai cao hơn tụi tôi nữa. Thì Đức Phật nói phải, theo tôi nghĩ là không ai hơn các ngài nữa. Bây giờ tôi phải tự tìm lấy. Hẳn nhờ định trí tìm ra, xếp chân ngồi lại kiếp và công phu 6, 49 ngày rồng tu khổ hạnh, ngài mới ngồi tới cái dội cây Bồ Đề dưới sông Ni Liên Thiền. Thì sau tới đó rồi ngài thấy là ngài kiệt quệ, ngài chết giấc, tới chừng ngài tỉnh lại, ngài thấy hồi đó mình làm thái tử thì mình hưởng sung sướng quá. Thành ra Đức Phật mới nói là mấy vị phải cố gắng giữ 8 giới đó, là không có hưởng nữa. 5 giới thì coi như người đời thôi, rồi 8 giới là không người ghế cao nằm gì đâu. Cái này là khoái nhất. Tôi ngoài tôi cũng khoái cái đó. Tôi thấy giờ mấy thầy, mấy sư cô cũng khoái đó. Làm ghế nệm cái ngã lưng ra sau, xích đu cà lắc, nó êm vô cùng. Và cái đó là Đức Phật cấm đó. Mấy ông tiên thì được, mấy ông trời bà trời thì được, mà bắt đầu là 8 giới là cứng rồi đó, kỹ rồi đó. Nằm cái nó êm quá thì ngủ thôi. Còn ngồi thiền là phải thẳng lưng, ngồi kiết già. Bây giờ quý vị thấy là trong dân có Phật giáo không có ai ngồi kiết già được hết. Bán già cũng không có mà ngồi bà già. Tôi thấy mấy hình chụp ở trong giáo Phật giáo mỗi tôi có mỗi tháng 2 kỳ. Tôi thấy đạo Phật mất. Tại sao bắt buộc phải ngồi kiết già? Nếu chúng ta đi vào cái thân thể này đó, khi nó quân bình âm dương rồi đó thì cái quyệt, cái khí nó mới điều hòa. Thì thân thể nó an lặng rồi đó thì chúng ta mới được sáng tỏ. Thân an thì tâm hỷ. Rồi phải đi tới tam thiền là thân lạc và tâm lạc. Mà ngồi theo kiểu bà già, kiết già cũng không được, xom 2 cái chân ở dưới cái mông mình ngồi. Làm sao đi vào thiền định được? Rồi cho nó thoải mái, nó khỏe thì được. Kêu là thư giãn vậy đó. Bây giờ dùng nhiều danh từ dỗm lắm. Có người bây giờ nó xa đỏ, không còn cái tư cách, cái tư thế nữa. Ngồi thiền mà cứ ngồi là nó ngủ cục thôi. Thành ra cái ăn uống bây giờ quý vị khó mà tu lắm. Tôi mà vô tổ chức Phật Thất về là tôi ăn uống là tôi cử dầu, bột ngọt, đường. Mà tôi thấy tịnh xá nào cũng vậy, ở đây chắc cũng vậy thôi. Tôi thấy mà sư cô hộ tôi đồ ra là tôi không dám ăn. Ăn vô là tối nó ngủ cục chết luôn, dầu nhóc trong đó hết. Ở dưới ở Trà Vinh tôi, ở tỉnh xá tôi cũng lao vại mới ví dụ có làm. Nó không có dầu ăn không ngon xưa. Tôi nói bà sống để ăn ngon sao? Ăn để sống hay sống để mà ăn? Nếu sống để mà ăn lại đi tu chi, ăn cho đã đi. Rồi mang bệnh ung thư rồi ngã đó mà chết. Mình ăn uống sao mà có vệ sinh, có tiết thực này kia để thân thể nó khỏe khoắn, để mượn cái chiếc thuyền này đi qua bến bờ giác ngộ. Chứ không phải mượn chiếc thuyền này đó để rồi nó lũng nó dọc đường. Chúng ta phải biết cái chỗ đó. Ta sống là mượn xác thân là để tu. Ăn để mà sống có xác thân khỏe. Thì thân khỏe là phải kiên cử. Còn bây giờ là bây giờ nó xuống dốc quá đấy.
ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nước, ô nhiễm đồ ăn, rồi là ô nhiễm cái dục vọng của mình, đây là mới tránh tiến trình ông của mình. Bây giờ nó đầy đủ tiện nghi, chúng ta hưởng thụ không à? Mà hưởng thụ nhiều là làm sao tốt? Nhất là cái internet, cái gì gì đó, nối mạng, nối gì đó. Bây giờ cả người tu cũng tối ngày bận rộn cái đó, rồi sang đĩa nữa. Mình có một cái đĩa lớn nhất mà không nghe. Mới đầu thì phải cần chút ít đĩa, phải cần có vị sư, rồi sau này biết rồi mình nghe cái đĩa của mình, cái đĩa của võ trụ trong con người chúng ta, thì chúng ta mới đi tới A-la-hán, tới Như Lai được. Tôi nói đó là nó ngược đạo thôi. Đạo Phật phải đi ngược dòng đời thôi. Ví dụ bây giờ tiện nghi đầy đủ, bây giờ ở trong thôn quê có điện nè, có nước nè, đầy tràn hết. Chúng ta sống với đèn để ông chứ không để sống với mặt trăng mặt trời nữa. Mà thiên nhiên mới đưa mình đến đạo quả được. Còn nhân tạo đó thì không bao giờ đến đạo quả. Quý vị để ý có chỗ nào mà khu du lịch chưa tới, quý vị đợi đó ngồi thiền, quý vị thấy một sự thanh tịnh lạ, an lạc, an lành vô cùng. Mà khi có cái bàn tay du lịch vô đó rồi, sau này 3-4 năm sau quý vị lại ngồi là không còn cái an lạc nữa. Quý vị vô trong cái phòng gì đầy hoặc máy đầy, bây giờ có máy lạnh gì đó, quý vị không bằng ngồi nghe pháp ở dưới gốc cây. Quý vị thử thì biết. Bữa nọ trời nóng nực ha, quý vị vô trong cái phòng, quý vị mở máy lạnh này kia nó mát rồi. Quý vị ở chừng 2-3 tiếng quý vị ra ngoài cái là muốn xỉu liền. Tôi đi Vĩnh Long là có cái phòng mà để cho pháp sư đó, tôi không có hợp. Nhưng mà vô đó mới chịu nổi, nó nóng quá, cây cối không còn nữa. Tên là nhà cóc nhóc ở trên, bước xuống là đụng cóc đụng nhà, kiếm một cái gốc cây lớn không có. Còn với do trời Vinh tôi thì tôi mệt quá, tôi chạy mấy cái giường trúc của tôi, có 20-30 cái bụi trúc đó. Tôi bắt đầu cái ghế ngồi thiền, tôi ngồi đó là nó mát vô cùng. Đèn trăng quạt gió, sai mùi đạo, chiếu đất mền trời lẽ có không? Chúng ta phải sống với thiên nhiên. Bây giờ mới là khoa học mấy ngày ấy mới kêu gọi chúng ta trở về với thiên nhiên. Thì nó hơi muộn rồi. Muộn là sao? Là thiên nhiên bị hủy hoại hết rồi, nó không còn như xưa nữa. Mấy cây lớn là bị đốn hết. Đang làm những cái xí nghiệp, đặng gì vật chất cho nó nhiều, đồ ăn cho nhiều, vô bao vô bịch như vậy, rồi để bột bảo quản vô đó 2-3 năm chưa hư. Nhưng mà chưa hư chứ hư cái bao tử mình trước, hư cái gan trước, bây giờ ung thư gan lên khôn. Chúng ta đi làm việc về khỏi nấu, có cái bột gọi lứt bột này kia đó, rồi cái mỡ ra đổ lúc xưa vô rồi ăn sướng vô cùng. Con người làm biến, không là tôi nói thẳng, con người bây giờ làm biến. Thì quý vị thức tỉnh ngay bây giờ, mai ra quý vị còn không là quý vị sẽ tiêu hết. Con người khi mà quân bình nam dương rồi, con người có thể thích nghi với hoàn cảnh. Quý vị uống thuốc tây vô diệt nó, chống lại nó thì nó bị đè xuống. Mà đè nhiều quá thì nó nổ. Nổ là gì? Vô là thiếu. Thành đó thuốc tây chúng ta đừng tưởng là hay, nó chỉ là một sự đối kháng đè cái bệnh xuống, ngủ ngầm ở dưới. Cái nồi súp da quý vị nấu mà nó bốc hơi rồi, quý vị đẩy nắp lại thì nó không còn lên hơi nữa. Nhưng mà nó tức. Mà nếu nấu tiếp tục nữa thì nó nổ banh luôn cái nồi súp da. Thì cơ thể mình cũng vậy đó. Thì khi nó nhức đầu, nó chóng mặt là quý vị biết nó báo hiệu sắp sửa có bệnh rồi đó. Thì quý vị ăn uống lợi cho quân bình âm dương là nó hết. Còn quý vị cứ ăn đồ độc, bột ngọt, dầu, đường, lúng xí vô, có thuốc tây. Ở đâu, đâu là trị đó. Làm cho giảm đau. Mà khi không giảm được thì tăng liều. Mà tăng không giảm nữa thì vô là thiếu, thì có vậy thôi. Thành ra quý vị phải tìm hiểu cái âm dương trong cơ thể mình. Thành ra đông y rất hay chỗ đó, không có bệnh tật.
Hồi xưa đó là Thần Nông, Hoàng Bá, mấy ông tổ hồi xưa đó là không có bệnh tật, chỉ con người sống mất quân bình âm dương thôi. Khi lấy lại quân bình rồi, cơ thể nó tự nó trị tất cả các bệnh. Hoàng đế Hiên Viên này kia, Thần Nông chúng ta coi là khách khổ. Thành ra cái Đông y rất là tài tình. Nhưng mà Đông y bây giờ mất rồi, không còn thầy giỏi nữa. Muốn thầy giỏi đó là phải ở chỗ thanh tịnh. Ông thầy mấy hồi xưa giỏi là ông nào cũng tu tiên không. Tôi ở đó cũng tu tiên đó, tôi mới biết là vấn đề bên tiên nó kiếm về vấn đề âm dương rất là rõ. Nhưng mà nhớ nó không giải thoát nha, không đi tới đạo Phật. Bất quá nó đưa cảnh giới cõi trời, con người có thể xuất hồn lên các cõi trời sắc giới sống hàng tỷ năm, hay lên cõi trời vô sắc giới sống hàng tỷ 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 tuổi. Thì chúng ta thấy hàng tỷ tỷ tuổi là chúng ta sống rất là lâu. Nhưng mà theo đạo Phật đó thì nó cũng nằm trong vô thường, vô ngã và khổ đau. Khổ đau là cái gì? Sống lâu quá rồi thì nhàm chán. Nhàm chán. Chúng ta đi chỗ nào chúng ta thấy, chúng ta lợi thấy cảnh đẹp quá. Ở một bữa, hai bữa thấy đẹp, ở chừng một tháng, hai tháng, ba tháng bắt đầu nó chán chết luôn. Chúng ta coi là cái chuyện từ thức mà lạc non tiên quá, sướng vô cùng. Nhưng ở có nửa năm là nhàm chán rồi. Nửa năm tiên cảnh mà một bước trần ái, ước cửu duyên thừa có thế thôi. Đá vàng riêu ngạc nước chảy quê trôi. Cái hạt từ đây vút tận trời, trời đất từ đây xa cách mãi. Ngàn năm thờ thẫn bóng trăng chơi. Thì chúng ta đừng có ham các cõi trời bầm lai tiên cảnh, tiên thiệt đấy. Nhưng quý vị hưởng hoài nổi không? Không nổi. Chỉ khi nào quý vị qua cái sát na, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai, chỉ có cái hiện tiền thôi, thì cuộc đời nó mới lạ hoài. Tất cả sự vật là không có cái tướng như mình thấy, mà chỉ là những cái điện tử đang tụ hợp lại. Phá bỏ điện tử nó còn là cái dòng năng lực. Theo khoa học đó, đạo Phật kêu là thức biến. Tam giới nhi tam dạng pháp nhi thức, thì sống bằng cái thức, ta kêu là thần thức. Thì các vị thiền sư hồi xưa tu đúng đấy, các ngài không tu trên xác thân, mà các ngài tu trên thần thức. Cũng như chúng ta lấy cái ổ điện đó, có sáu cái đồ ghim. Một cái ghim vô bóng đèn, cái ghim vô quạt máy, một cái ghim vô bàn ủi, một cái ghim vào tủ lạnh, một cái ghim vào radio. Thì năm cái ổ ghim này đó chính là cái xác thân chúng ta, có mắt, có tai, có mũi, có thân, cái óc khi riêng nha. Cái óc là cái trong con người gì con không biết đó. Rồi chúng ta phân tích kỹ đó. Chúng ta có năm căn thôi. Mắt 1, tai 2, mũi 3, lưỡi 4, thân 5. Còn cái óc là tổng hành dinh của năm cái cảm giác. Cảm giác là cái biết mà chưa phân biệt. Còn cái óc là tư tưởng, cái biết mà có phân biệt. Hai cái khác nhau. Thì cái ổ điện này đâu quý vị đem ghim cái bóng, ghim vô cái bóng đèn nó cho ánh sáng, ghim vô bàn ủi nó cho sức nóng, ghim vô quạt máy nó quay, ghim vô tủ lạnh nó cho nước đá. Nhưng mà trong đó có một cái luồng điện linh hồn thôi. Thành ra quý vị còn không để ý cái đó. Tôi hỏi quý vị đưa cái tay quý vị thấy không? Nó bà sư thấy bằng gì? Thấy bằng mắt. Chết chưa? Tôi nói quý vị nghe không? Dạ sư nghe bằng cái gì? Nhưng mà lỗ tai con nít nó còn biết nữa sư. Phải rồi, con nít nó cũng biết nữa. Mà ông già 80 tuổi chưa chắc là biết. Ở đây quý vị có nào có nghe qua biết, có nghe chưa chắc quý vị biết. Ông sướng nói cái gì kỳ hả? Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói bằng cái miệng, đi bằng cái chân. Hồi xưa giờ nói vậy. Ví dụ Phật có ra đời không ra đời nó cũng vậy đó. Đạo Phật không phải vậy đâu. Chúng ta đi sâu vào đó.
Thì có cái bóng đèn mà ghim vô điện thì nó cho ánh sáng có bóng đèn. Chúng ta thấy dễ dàng. Quạt máy này mà ghim vô thì quạt máy nó quay là có quay của quạt máy. Phải không? Rất dễ hiểu. Nhưng mà do hiểu vậy chúng ta mới đau khổ. Cái đau khổ nó xuất hiện từ cái hiểu biết sai lầm. Đức Phật đến để cải chính cái hiểu biết mình cho đúng đắn. Hiểu biết đúng đắn mà phải toàn diện. Thì cái này gọi là đạo Phật. Còn cái hiểu biết sai lầm là cái hiểu biết mà lờ mờ. Thì đạo Phật thường dùng cái gì? Cái danh từ minh là sáng, vô là không sáng. Cái hiểu biết lờ mờ. Chính cái lờ mờ này đưa mình vào dòng sanh tử luân hồi. Thì hôm nay tôi muốn nói về cái lờ mờ đó trước. Thì tôi thường ví dụ đó là bốn đường ác giống như những cái lượng sống ác. Bây giờ cải sửa những lượng sống ác xấu này thành lượng sống tốt thiện. Mà cải sửa cách mấy thì nó vẫn là sống thôi. Bỏ cái xiềng cây, xiềng sắt và thay thế cái xiềng vàng, xiềng bạc thì nó có giá trị hơn đấy. Nhưng nó vẫn là xiềng thôi. Rồi bây giờ muốn tu theo đạo Phật là không tu theo lượng sống nữa, không tu theo sắc thân này nữa. Không phải thấy bằng mắt, thấy bằng nghe, bằng tai, ngửi, bằng mũi nữa. Mà thấy bằng cái dòng điện linh hồn. Nghe bằng cái dòng điện linh hồn. Nếu tôi có bóng đèn, có quạt máy, có radio, có tivi, có máy lạnh mà tôi rút cái luồng điện ra thì đâm cái này ngưng hết mặc dù nó không hư. Còn nếu tôi tu trên con mắt thì con mắt tôi đuôi là tôi đuôi rồi sư ơi. Cái lỗ tai tôi điếc rồi sư ơi. Cái xác thân nó chết rồi sư ơi, tôi đứt bóng rồi. Thì cái xác thân này là tôi. Thì tôi còn uất ức tôi đi tìm cái xác thân mới. Nhưng mà cái dòng điện thì không có hai dòng điện, có một dòng điện thôi. Mà dòng điện mới là chánh. Cái xác thân là cái tai sai của dòng điện. Cái bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Cái quạt máy là cái cơ quan làm phát hiện cái sức nóng của luồng điện. Cái vai của luồng điện, cái bóng, cái bàn ủi là cơ quan làm phát hiện cái nóng của luồng điện. Luồng điện có một mà cái diệu dụng nó vô cùng. Cái linh hồn chúng ta có một mà diệu dụng rất nhiều. Qua mắt cho thấy, qua tai cho nghe, qua mũi cho ngửi, qua lưỡi cho nếm. Quý vị hiểu không? Chút là tôi đi sâu à, cái này là mới sơ sơ là chúng ta phải trả, chứ không phải là nói không vậy nha. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế đó. Tức thì cái này kêu là ý thức. Hiểu không? Chút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu theo mẫu giáo. Chúng ta trả từ chút. Tôi nói lại, cái căn này đó thì đạo Phật kêu là căn, mà chúng ta khoa học kêu là sinh lý. Sinh là cái lẽ, là sinh lý là con mắt. Tôi phải tiếp giúp cho cái bản này. Tôi hỏi với quý vị, cái bản này có sự sống không? Có không? Không thì chúng ta kêu nó là vật lý. Còn con mắt tôi có sự sống không? Không ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng rồi thì nó tiêu, nó vô là tiêu thôi. Còn bây giờ tôi còn cái thần thức thì nó vẫn còn có sự sống. Khi tôi móc con mắt ra thì nó thành ra vật lý, lại thành ra trần. Hiểu kịp căn với trần phải không? Đó là coi trong người mình ha. Thành ra cái lỗ tai cũng vậy đó. Lỗ tai là vật lý hay sinh lý? Sinh lý nó thuộc về căn. Lỗ tai có sự sống không? Có. Rồi cái thanh trần là cái gì? Tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng người ta nói, tiếng xe bóp kèn, tiếng múa lân, vân vân. Tất cả những gì là đối tượng của lỗ tai thì kêu đó là thanh trần. Vì tiếng nói của tôi phải thanh trần không? Tiếng nói của tôi có sự sống không? Có không? Cái lỗ tai của tôi có sự sống không? Chúng ta phải phân biệt sau, tôi hỏi từng người nha. Chút nữa chúng ta đọc về rồi chúng ta bắt đầu mẫu giáo. Tức là tôi nói một câu, quý vị nói theo.
rồi sao quý vị phải tự trả lấy? Tôi chỉ cái thước đây rồi quý vị theo đây quý vị trả. Rồi sao tôi che mất cái này quý vị nói thuộc lòng? Đúng mẫu giáo vậy. Thì như vậy quý vị mới có chịu học. Thì ai cũng làm được hết đó, ai cũng làm được ít nhất cũng 2/3 pháp hội. Thì tôi mới qua cái bài nhãn xúc. Nhãn xúc này tức là cõi người, đây là cõi người, thì nó khác với nhãn thức. Nhãn thức là cái biết có sự phân biệt mà chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Biết nghiệp không? Nghiệp là sự đắn đo lựa chọn để mà phân biệt. Cũng như chúng ta để ý cái con gà đó, mà khi chúng ta bỏ cái hột vịt vô đó với hột gà vô chung thì nó ấp không? Ấp hết á. Ấp mà nó ra gà hết là có con vịt trong đó, có gà có vịt, phải không? Nó dẫn nguyên bầy con của nó có gà có vịt lộn xộn đi đó. Nó không biết phân biệt. Rồi khi tới bờ sông rồi đó thì con vịt nó là cái giống vịt mà nó nhảy xuống nước nó lội liền. Rồi chúng ta thấy con gà mái tội nghiệp lắm, nó đi chạy cả lỏng nhỏng nó sợ. Nhưng mà con vịt làm sao mà chìm được? Mà tại cái giống vịt thì nó gặp nước là nó nhảy xuống thôi, mà nó không phân biệt được. Nó không phân biệt được cái nào là con vịt con gà. Thành ra nó có nhãn thức, có ý thức rồi, mà nó chưa có ý xúc. Tới người ta thì có à. Ví dụ giờ phân biệt con gà con vịt không? Không có, thì giống như con gà, giống xúc sanh. Tôi bỏ hột gà hột vịt vô chung, quý vị có phân biệt được cái nào hột gà vịt không? Thì quý vị có ý xúc, chứ quý vị là ý thức thì quý vị chết đó. Mày muốn làm cái gì làm, mày không có đắn đo suy nghĩ gì hết, nghĩa là làm việc mà không biết cái hậu quả của nó. Có không? Ở ngoài có người vậy không? Có đấy. Có nhiều người muốn nghĩ làm sao là làm vậy à, chứ không đắn đo, tưởng làm sao là làm vậy thôi, để rồi cuối cùng thất bại, khổ sở. Còn nếu mình có đắn đo thì lo thuộc về ý xúc. Nhưng mà đắn đo mà có kinh nghiệm khác, đắn đo mà không kinh nghiệm lại khác. Chúng ta phải đi thì có ý xúc mà chưa có ý thọ. Ý thọ là lại gia bắt đầu có kinh nghiệm. Biết kinh nghiệm với mặt na không? Mặt na là có sự đắn đo, lựa chọn, quyết định, hành động. Nhưng mà hành động 10 lần thất bại hết 5-6 lần, năm ăn năm thua. Thành ra trong kinh mới nói cõi người có ý xúc này đó. Lúc thành công, lúc thất bại, năm tưởng, năm tình, quý vị đã học qua rồi. Bây giờ phải bắt đầu trả, tôi chỉ đâu là trả đó, cái bản này đầy đủ hết à. Đầy đủ trong con người, mình đầy đủ ở ngoài võ trụ. Thành ra mình thấy đạo Phật hay lắm. Mình hiểu được con người mình để đắc quả la hán. Rồi từ đó mới đi độ chúng sanh. Thì chúng sanh nào cũng giống mình thôi. Mà có chúng sanh thì chỉ có ý thức, chúng sanh có ý xúc, chúng sanh có ý thọ, chúng sanh có ý hại. Thì mình phải hạ trình độ mình xuống để mình tùy thuận mà giáo hóa hết. Thì cái này mới là ngon á, mới là Bồ Tát đấy. Còn cái kia mình cứ lo từ từ tới đây của mình xong rồi các quả là ăn thôi. Rồi bây giờ phải trở lại, nếu mà nó là ngạ quỷ xuất sanh thì mình cũng phải làm bộ nhãn thức với nó. Thì bây giờ tôi cũng hạ xuống là mẫu giáo như mấy gì thôi, chứ mấy kỳ trước tôi giả tôi thấy thất bại rồi. Bây giờ tôi cũng phải cho xuống mẫu giáo, tức là không ai chối trả bài nữa, tôi chỉ ai nữa trả bài, chỉ dài dài. Đó, mày có cái bản này tôi chỉ cho quý vị đọc đây ở căn trần thức. Thì căn là cái gì quý vị phải định nghĩa. Theo căn thì khoa học kêu là sinh lý, đây là địa ngục hữu gián, có cái biết hay có sự sống mà chưa có cái biết, thì quý vị phải nói được không? Phải được thôi, thì tôi giảng rồi, bây giờ họ nói được thì tôi lặp lại cho quý vị. Trước khi đó tôi phải đọc trước, quý vị đọc theo 3 lần như vậy. Rồi tới tôi không đọc, quý vị chỉ, quý vị đọc ơn 3 lần như vậy. Rồi tới mỗi người phải đọc lấy. Căn đó thì đạo Phật kêu là căn, khoa học kêu là sinh lý, tức là địa ngục hữu gián, có cái biết mà chưa có cái, có sự sống mà chưa có cái biết.
thì ví dụ phải nói. Còn tới tiếp căn đó còn có mắt tai mũi lưỡi thân tới đây thôi, cái ý là nói riêng, ý là cái đầu và tổng hành dinh chỗ phát hiện của tư tưởng phân biệt thì đó là cái để riêng. Còn trần đây đó thì khoa học kêu là vật lý, tức là địa ngục vô gián, chưa có sự sống mà chưa có cái biết luôn. Nào thì gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, là mấy cái này không có sự ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng gì hết, không có cái biết mà không có sự sống nữa, thì khoa học kêu đó là vật lý. Lý là cái lẽ, vật là vật chất, cái lẽ không có cái biết gì hết. Thì đây là nếu quý vị mà chết, quý vị có đi vô nhà thương Biên Hòa không? Ai có đi thì biết, ở chỗ đó có địa ngục vô gián, địa ngục hữu gián. Địa ngục vô gián là sao? Ai có đi Biên Hòa biết, đó mấy người đi làm sao? Nó chết nó là, tôi thắc, tôi có đi thăm một lần, thì nói một hai câu đó là chết rồi đó. Còn nếu quý vị bây giờ ở nhà mà nổi sinh thị thường quá điên, cái đó là trong Biên Hòa, quý vị không có cấp ai giống mình. Thì lúc đó nổi dịch người mà cái tâm là thuộc có cái gì cả túi không có cái gì cả còn có gì được bỏ ăn mà cho gì được hết gì được có cái biết có cái gì hết chứ không có sự sống này mà chơi vô như là không có thành ra mình thấy không cuộc đời đủ mọi thứ nào. Còn có người đó thì cái gì nhận thức nhận thức đó con mắt này thấy bằng nhau vô như được chết đó không tưởng được nào vậy mà lơ mơ người ta đập chết liền chưa có bốc vàng được rồi đói quá thấy người ta chiên đồ ăn nào vậy giật ăn liền có người ta đánh người ta té nhào cái đó thì cái này nó thuộc về nhãn thức con mắt của ngạ quỷ thì quý vị thấy là cuộc sống mình ở xung quanh mình có hết đó. Còn hai cái này ít có nhưng mà vô Biên Hòa thì thấy có nhan nhãn trong đó. Cái gì lên rảnh rảnh thì nên đi vô Biên Hòa coi cho biết. Sao? Để biết mà cố gắng tu. Không khéo mình cũng giống vậy đó. Rồi đó ở nhà của bà Còn biết không? Thì có cái bà nằm ở ngoài đó ăn uống nước mì mương không á. Tôi đi bát ngang đó thấy bà múc nước đường mương ở bà uống. Mình gốm á. Mà đường mương ở đó dơ lắm chứ đâu có sạch vậy. Sao? Thì chúng ta phải hiểu bà đâu còn cái biết nữa. Ở khác thì bỏ múc nước mình bơm bỏ uống một cách ngon lành. Còn quý vị thấy là có nhiều người cái thịt chuột mà chết ở ngoài đường lộ nó xé nó ăn. Bây giờ không thấy đâu, tôi đi bác tôi thấy được những cảnh đó. Thành ra tôi mới là ráng lừa cái này để cho quý vị thấy. Quý vị nếu không tu, quý vị khổ sở quá, quý vị có thể bị điên. Nhất là thời buổi này. Thời buổi vật chất lên tùm lum rồi quý vị chịu không nổi. Rồi quý vị có để bị người ta kêu là trầm cảm gì đó, bệnh stress, khủng hoảng, bây giờ lên cơn. Người phương Tây nhiều nhất, bị họ hưởng thụ nhiều quá. Rồi phương Đông bây giờ cũng bắt chước. Thì mình cố gắng học cái này để mình tránh. Quý vị có thể nhịn đói 100 ngày, không điên. Mà bởi vì khủng hoảng cái ốc rồi là quý vị điên liền 5 phút. Rồi coi chừng chỗ đó. Thành ra á, năm căn năm trần không quan trọng mà năm trần tiến trình năm quẩn mới là quan trọng. Thì quý vị lọt vào cái sắc quẩn là quý vị kẹt. Không địa ngục thì cũng ngạ quỷ, không ngạ quỷ súc sanh, không súc sanh Atula là nằm trong cái này. Có 18 giới này. Còn khi qua cái này là qua cõi trời, cõi người với cõi trời dục giới. Còn qua cái thọ này đó là trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn qua cái ái này đó là tứ thiền, sắc giới và tứ không. Cái này là phải đi hết nha, phải đành hết đó. Mà tôi giảng cái này là chắc có ý gì gặp tôi chắc cũng 20-30 lần đó. Vì trả bài nữa mà thể chậm mà nó quý hơn. Tôi muốn sao quý vị thoát được cái này đó, đủ rồi đó. Rồi quý vị qua tới cái này thì cái này quý vị có thể đi vào quả thánh đầu tiên nhập luôn. Còn từ đây là không trông mong gì, không qua đạo Phật được. Còn cái này có thể qua quả thánh nhập lưu, nhất những loài hai từng thánh đầu. Còn cái thọ này có thể gần thánh thứ nhì và thứ ba. Còn cái ái này đó là A-la-hán. Nhưng mà thời buổi này chắc khó ạ.
Cái ái này là cõi trời sắc giới và vô sắc, tứ thiền sắc giới và vô sắc. Nhưng mà phải có bậc Như Lai thì qua mát, còn không thôi cũng phải có A-la-hán chỉ dạy mình. Còn không quý vị ngầm ở cõi trời. Chúng ta thấy đó, thì hôm trước tôi có giảng đó, còn cái biển đó là bao trùm hết cái này, thành ra kêu là thị hiện. Nếu mà Như Lai và Bồ Tát đi vào bốn đường ác thì phải mẫu giáo thôi, làm bộ như là mình chưa biết, hạ cái trình độ thấp xuống để đưa lên bốn đường thiện. Rồi khi vào bốn đường thiện thì cũng làm bộ nâng cao lên một chút để đưa lên cái dòng nước là nhập lưu Nhất Lai Bất Lai, rồi tới Bất Lai mới đưa lên tới A La Hán. Đây là xong, cái cá nhân của mình tu đã xong. Thì thấy chúng sanh đau khổ với một cái A-la-hán này không có nằm yên được, mới trở lại giáo hóa chúng sanh thì mới thành Như Lai được. Thì đạo Phật là như vậy. Thành ra cái quả bốn đường ác này là tu chúng ta phải cải sửa lên bốn đường thiện. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bốn đường ác trước. Cải sửa thì có hai cách. Một là chỉ hai là quán. Chỉ thì chúng ta thường kêu là định, thì quán thì kêu là huệ. Chỉ là pháp môn đè nén, thì chúng ta sẽ giảng cái đó ở trong bốn đường ác này để chuyển vào bốn đường thiện. Thì quý vị thường áp dụng đấy. Thí dụ quý vị nổi sân, bị người ta chửi nặng quá, thì quý vị thấy có tiếng chửi nặng mình bị chửi và tiếng chửi nặng người ngoài đứng nói mình, có tôi bị chửi, có người chửi tôi và có tiếng chửi nặng, thì muốn tránh sân quý vị làm sao? Thì không lẽ để đánh người ta, giết người ta sao? A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, để nó quên thì kéo trở lại, làm sao đừng có nghe cái tiếng chửi nữa, mà chỉ còn có tiếng niệm Phật thôi. Mà nếu không được nữa thì đi mạnh hơn nữa, là niệm Phật khỏi đến. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó chịu nhiều thì đếm lẹ hơn nữa. Nó chịu dữ nữa thì đếm lớn tiếng nữa, làm sao dằn nó xuống. Rồi nếu mà không được nữa thì qua cái định lực mạnh nữa là lắng nghe tiếng niệm Phật. Tiếng niệm Phật ở trong A Lại Gia mình phát ra, mình tống vô nó tràn ra, thì không có cái tiếng chửi thề nào xen vô nữa hết. Mình chỉ còn tập trung mạnh, tập trung kỹ, tập trung lâu, tập trung sâu vào tiếng niệm Phật. Mà nếu chịu không nổi nữa thì sao? Thì quên lộn. Thì cách đó thôi. Thì cái này Đức Phật thấy cái chỉ này không êm, không êm. Cái nồi súp dê nó đang sôi, bây giờ lấy đồ đẩy lại, thì đốc lửa lên sôi nữa, đẩy cho mạnh, cột lửa cho kỹ, bắt chiều chiều, bắt bù lông vô sinh sát nữa. Mà khi mà nó cứ nấu hoài nó sao? Nó phải nổ thôi. Bây giờ không ngã ra nữa thì nó nổ cái bành một cái, thì nguyên cái nồi súp dê không còn một mảnh nào hết. Thì là trường hợp của quý ông quý bà đấy. Thành ra Đức Phật thấy không êm, thì Ngài mới chỉ qua pháp quán. Quán, quán thì có quán gì? Quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Quán gì? Duyên khởi.
duyên khởi chu kỳ, duyên khởi phát sát na. Nhưng mà sát na quý vị làm sao biết được? Chu kỳ thôi. À, mình với nó có quan trái. Rồi kiếp trước mình chửi nó, giờ nó chửi lại thôi, xù, quê, bỏ. À, không được nữa thì sao? Quán cách khác. Thôi mình người tu, nó là cứ kẻ ngu, nó không biết, thôi tha thứ cho nó. Mà nó chửi dữ nữa, chịu nổi thì sao? Thì bây giờ quán cách khác nữa. Mình coi nó như rôm rác, như là bụi dính mình thổi nó xuống. À, rồi nó chửi dữ nữa, không được nữa thì sao? Xách xe chạy, lánh cái cảnh đó. Rồi lánh, có lúc lánh được, có lúc lánh không được thì sao? Thì quánh lộn, vô là thiếu. Thành ra cái pháp quán này cũng không êm. Nó khổ vậy à? Thì đây là bốn đường trị hạ. Từ cõi người không êm, giọt lên cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới không êm, lên cõi trời sắc giới không êm, lên cõi trời vô sắc. Tới cõi mà trời dục giới thì dùng pháp môn chỉ quán đè xuống đó. Tới cõi trời sắc giới rồi thì khỏe, không chú trọng tiếng chửi nữa, mà tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào câu niệm Phật. Tới chừng câu niệm Phật mà trong tâm nó tràn ra rồi đó, thì chỉ còn câu niệm Phật thôi, thì tiếng chửi không nghe nữa. Quý vị có thấy cái đó không? Ví dụ đứa nít đi, nó quậy. Quý vị muốn cho nó đừng quậy, quý vị làm sao? Thấy cái bịch kẹo cho nó, thấy con búp bê cho nó, thấy cái máy bay chuồn chuồn bằng điện tử cho nó. Thì khi nó mê rồi nó nhai kẹo thì quý vị chửi, quý vị đánh mắng gì nó có biết không? Không. Quý vị thấy mấy người đánh cờ bạc không? Ngồi luôn suốt đêm, 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng, búng lỗ tai không ra. Bây giờ ngoài có xảy ra thì kệ cha nó, tao mê trong này thôi. Có không? Có mê không? Mấy quánh cờ tướng có ai quánh quánh cờ tướng không? Mấy ông nam rành nhất. Còn mấy bà mấy cô thì bà ngoài tứ sắc. Có ai đây biết đánh bài tứ sắc không? Tôi hồi nhỏ tôi thấy vậy, kêu không bao giờ về. Ở nhà sao cứ kể đó? Tao đánh rồi tao không biết trời đất là cái gì hết. Thì nó giống lạc vô với tụi xì ke ma túy. Khi mà nó tới cử rồi đó, nó hút thì trời đất thì nó không biết. Nó ra ngoài đường lộ nó múa, mấy đứa con gái 14, 15 tuổi tôi đi bắt vô hẻm tôi thấy. Trời nó múa vậy à? Tôi tưởng nó bệnh thần kinh. Tôi hỏi mấy bà nó không có đâu xưa ơi, nó đã rồi đó. Tôi nói đã cái gì, nó xích xì ke đó xì. Tôi nói trời con gái mà xích xì ke, bây giờ nó đủ hết. Thì cái đó là cái cõi trời, cõi địa ngục. Nó giống hệt với cõi trời sắc giới đó. Khi quý vị nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, chìm đắm trạng thái niệm Phật, quý vị mới thấy cái đã của tam thiền. Nhưng mà cái đã này sau khi xả ra nó làm cho cơ thể mình càng ngày càng cao thượng thêm. Thì tụi ngạ quỷ nó cũng vậy, nó đã thì cũng giống như cõi trời sắc giới vậy. Nhưng mà thân bại, thân liệt, danh bại xả ra càng ngày càng tiều tụy đi tới chỗ chết. Nhưng mà cái cảm thọ nó cũng na ná vậy. Thành ra ta kêu là ghiền. Mà cái ghiền của tam thiền thì tôi có qua. Tôi mê lắm. Tối ngày không ăn uống ra kiếm cái ghế ngồi mà trời nó ngồi 7-8 tiếng. Ngồi xuống là nó bất thân. Cái cảm giác là tọa nó tràn hết cơ thể mình. Mình không biết mình ở đâu. Chỉ còn ngồi ngoài trời một cái trạng thái lân lân vậy, nó tràn hết cả cơ thể. Thành ra cái cõi này cao. Vì cái cõi này đó ai chửi gì chửi, mình cứ mê trong đó không có nghe tiếng chửi nữa. Thì cái cõi này là ngon. Nhân, có chữ nhân là khổ, là nhân sao gì biết không? Ở lâu trong đó nó nhàm chán, chán chết mòn. Mới đầu nhập thì khoái lắm. Đó lâu ngồi 10 tiếng, 20-30 tiếng, có người ngồi 7 ngày 7 đêm. Thời gian cũng nhàm chán. Nhàm chán rồi xả ra. Xả ra rồi bị cái bức xúc quá tải thì sao? Lọt trở lại cõi địa ngục ngạ quỷ lại.
đó là từ thức lạc non tiên đấy. Lưu Thành Nguyễn Triệu á, cũng về cõi tiên rồi rớt xuống trần thế lại. Cô Gián Tiên cũng vậy, từ cõi trời đi xuống cõi trần thế chơi. Và bé có qua mẫu đơn rồi làm rụng, có qua mẫu đơn bị bắt trói cột vào đó. Thì từ thức mới cứu con này, rồi mới hai người làm vợ chồng. Rồi ổng lên cõi tiên có Gián Hương, thời gian ổng chán rồi mới nhớ trần thế, lột xuống rồi trở lên không được. Thì đó là Đức Phật thấy không bền, không bền. Thì chúng ta nhớ chuyện Nan Đà. À, đây là tôi kể luôn, chứ đúng là bữa nay trả bài thì hết giờ quá. Bữa nay tôi kể kỳ tới trả nha, tôi là kể nhiều quá rồi. Thì chúng ta thấy là cái nhận thức chúng ta sai lầm, làm chúng ta đau khổ. Nan Đà đó cưới công chúa nước gì đó đẹp vô cùng, sắc nước hương trời, chim sa mà cá lị á. Thì cái đám cưới rồi lại mời Đức Phật đi đám cưới. Đức Phật thì đâu, tôi đâu có đi đám cưới. Mà ổng là em của cha khác mẹ vậy đó. Thì ổng mời cái Đức Phật đi, Đức Phật cũng chịu chơi đó, đi đám cưới. Thì đâu có lúc mà đãi Đức Phật đồ chai này kia, ngài ăn xong cái ngài đưa cái bát Nan Đà rửa dùng Như Lai. Nan Đà bưng cái bát đi rửa, đây Đức Phật đi về. Rằng bà rửa xong rồi Đức Phật đi xa rồi chạy theo. Như Lai đợi con đưa cái bát Như Lai. Ngài là bộ không nghe, ngài đi. Ông chạy lót tót lót tót theo, mà thần lực của Đức Phật mà cái cách ba thước đưa không tới. Chạy về tới tịnh xá, Đức Phật rửa chân xong leo lên ngồi, ông mới là đưa cái bát dâng cho Thế Tôn. Thì công chúa trên lầu đó la, anh đi nhớ về nhau, em nhớ lắm đó. Cái ngày đám cưới mà chưa học phòng gì hết mà đi sai đó. Ông nói làm bộ hoài người ta nhớ còn hơn nữa, mà trên đó cái éo éo hoài người ta sốt ruột muốn chết. Ông đi tới đó đừng đưa Đức Phật cái bát xin về. Phật nói khoan, ở lại Như Lai thuyết bài pháp cho nghe. Ông để Đức Phật ông lời nghe, nghe chứ còn cái tư tưởng nhớ công chúa. Thì Đức Phật biết là thuyết bài pháp động vô cái tâm, cái A Lại Da của Phật rồi, thuyết hay lắm mà. Rồi biết cái căn cơ làm sao mà thuyết thẳng cái căn cơ. Ông nghe rồi cái ông động lòng. Đức Phật hỏi sao, giờ con thấy sao? Nếu con nhàm chán quá Thế Tôn hỏi thông tiếc sao mà con thấy là phi gia đình với công chúa chắc cũng hạnh phúc, không hạnh phúc đâu. Nếu hạnh phúc thời gian thôi, một vài năm, năm, mười năm, hai, ba chục năm mà có con rồi cũng nhàm chán chết luôn. Thì Đức Phật nói giờ con thấy nhàm chán con tính sao? Con tính xuất gia. Đức Phật nói đồng ý, ok. Bây giờ kêu Xá Lợi Phất cạo đầu ông liền, làm liền lập tức. Thì ổng lúc nghe bài pháp ông hứng thú quá rồi ổng khoái, ổng xích ra. Tới nửa đêm còn thiền với Tư Tỳ Kheo rung chuông 11 giờ thức dậy ngồi thiền. Ông bắt đầu nhớ vợ. Chứ công chúa mà đám cưới mà chưa dựng gì hết trơn mà bây giờ lại dẫn đi cạo đầu. Hồi ổng la quá trời quá đất. Công chúa ơi, công chúa anh nhớ em quá. Rồi mà thấy Tỳ Kheo ngồi thiền không được. Mới đi mát với Đức Phật. Sáng Đức Phật hỏi có không? Hỏi có. Thôi Đức Thế Tôn cho con hoàn tục đi, con không chưa có quen được. Thế Tôn thuyết pháp hay con nghe con mê, nhưng mà về nhớ là công chúa thì con quên bài pháp hết à. Thôi ngài cho con về chừng nào con ở công chúa thời gian con nhàm chán con hơi xuất gia, chứ con chưa gì chơi mà Đức Phật bắt đi. Đức Phật nói thôi được, bây giờ con ôm cái bát đi theo ta. Đức Phật không có chấp nhận, có chấp nhận gì hết. Ôm cái bát đi theo Đức Thế Tôn. Thế Tôn mới dẫn qua cái đám rừng đó. Có con khỉ cái đó, khỉ thì nó xấu, mà cái rừng cháy là nó chạy ra nó bị cháy hết nửa cái mặt, đen nám hết mọi nơi mặt. Đức Phật nói con có thấy con khỉ cái không, bị cháy không? Nói con thấy. Thì con nghĩ con khỉ cái mà bị cháy cái mặt này so với công chúa con ai đẹp hơn? Trời, Đức Thế Tôn nói chuyện gì kỳ khôi. Con khỉ cái nó đã là xấu rồi mà nó cháy hết nửa cái mặt, mà Đức Thế Tôn so với lá ngọc cành vàng, công chúa của con. Đức Phật cười, ngài không nói gì hết. Thì ngài mới dẫn cái ngài dùng cái thần lực của ngài đưa ông Nan Đà lên cõi trời. Thì chúng ta biết là cái cõi trời dục giới này đó, sắc giới thì không có nam nữ, còn dục giới đẹp lắm nha. Nó có sáu cõi: cõi tứ thiên vương, dạ ma, tha hóa, dạ ma, đầu xuất, khoa hóa, quá lạc, sáu cõi. Thì càng lên cao chừng nào tiên nữ càng đẹp chừng ấy.
Ôi thì dẫn lên tới cõi trời thứ sáu rồi đó. Thì ông Lăng Đà ông nói trời ơi cõi này sao mà đẹp quá. Nào ông vô trong cái phòng đó thấy một cái phòng trống. Thì hỏi sao mà có phòng này trống. Nói cái này để cho ông Lăng Đà. Ông nói tôi là Lăng Đà. Giờ cho tôi ở. Nó ngại không được đâu. Ngày đắc quả tam thiền đó, cõi dục giới này đó, thì ngài mới lên đây được. Ông nói bây giờ tôi lên không được, sao bây giờ sao tôi ở đây. Cái này là cái đức của Phật đưa ngài lên. Rồi ngài lấy lại cái thần lực của ngài thì ông lọt vào cõi người nữa. Ông về để tu để chừng nào đắc được cõi trời dục giới á, cõi trời thứ sáu dục giới mới lên đây được. Ông nói vậy cho tôi về tôi tu rồi cái phòng này để tôi nha. Nói được. Thì Đức Phật kêu ông về nó không, Đức Thế Tôn về mình con ở lại đây. Anh nói làm sao con ở được, con không có cái định lực thì tôi như tay lấy lại cái định lực là con rút xuống cõi người đó. Ông nói vậy thôi đi về, Đức Phật mới dẫn xuống địa ngục. Cho ông coi biết địa ngục 18 tầng như quý vị thấy ở trong cái bản sau đó. Thì ở trong con người mình ở ngoài cũng có. Thì sau khi dẫn xuống địa ngục rồi tới địa ngục thứ 18 thì ông thấy khổ quá trời khổ. Hành hình rồi nó nấu giặt dầu, nó xéo từng miếng thịt. Rồi nó có cái giặt dầu nấu sôi bùng bụt mà không có người. Thì nó mới hỏi mấy ông địa ngục sao cái giặt dầu nấu mà không có hành hình ai hết vậy. Nó để cho ông Lăng Đà đó, chừng nào không tu á, ông xuống dưới đó thì cái này là cái dầu để ổng. Ông nói tôi không phải Lăng Đà nha, chắc cái này lộn tên đó. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn hỏi con tính sao. Con nói thôi Thế Tôn ơi, con không muốn làm tiên nữa, không muốn công chúa nữa, mà cũng không muốn xuống địa ngục nữa, con muốn làm Phật thôi. Ông nói vậy thì được, bây giờ con trở về với ta, con làm Phật thì cô phải vào giáo hội. Con nói thôi giờ con chịu tu quá đó, con không có muốn làm tiên, con không muốn công chúa của con nữa, mà con không muốn con khỉ cái nữa, con không muốn địa ngục nữa, con muốn làm Phật thôi. Đức Phật mới dẫn về. Thì có mấy tháng sau ông đắc quả la hán rồi. Quý vị thấy cái thần lực của Đức Phật như vậy đó. Thành ra mình đi tu đó, Đức Phật nó có bốn điều khó. Nhân thân năng đắc, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh, Phật pháp năng văn, có bốn cái. Nhân thân năng đắc là được cái thân con người là rất là khó. Rồi có cái cô gì mới đó là vô rồi tự giận hai lần, gặp tôi bữa nay có đi không ha. Tôi giảng cho cổ á, hôm tôi nói giờ giảng cổ mùng 7 vô nghe đó. Vì tôi không có thời giờ mà tiếp chuyện từ người là tôi không có sức khỏe. Cổ mang thân người mà cổ tự giận tới hai lần. Ghê vậy, tự mình uống thuốc độc chết mà cổ đâu phải là xấu, cổ đầy đủ căn lành. Dân thân năng đắc, mà thiện duyên năng ngộ là sanh ra mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, không có khuyết tật. Cái này là một cái khó thứ hai. Rồi Phật pháp năng văn là nghe được bài pháp của Đức Phật là rất khó. Thời này bây giờ vẫn còn pháp, pháp môn Tịnh Độ vẫn còn. Người giảng không giỏi thôi, Đức Phật thì giảng giỏi, tôi giảng không phần một phần ngàn Đức Phật này. Nhưng mà còn cái đường lối cho mình đi. Mình có thể tu là bốn đường thiện này, từ cõi người cũng mà nếu niệm Phật thì vẫn giảng sanh như thường, vẫn về cõi Phật như thường. Nếu không giảng sanh thì tôi xin xuống địa ngục. Mà không phải tôi mà đó là Phật Thích Ca. Này không bao giờ nói gạt mình đâu. Thành ra mình làm sao mà thoát khỏi bốn đường này. Mình qua nhãn xúc, ý xúc và ý thọ. Ý xúc thì dễ thôi. Quý vị giữ năm giới, không làm năm điều ác, phải làm năm điều lành. Rồi quý vị phải thuộc cái tiến trình năm quẩn. Đây là tiến trình năm quẩn đó. Đây là sắc quẩn. Đây là thọ quẩn. Đây là tưởng quẩn. Thì trong tưởng này có hành, có thức trong đó. Đây là cái tiến trình khác của năm quẩn. Quý vị thấy tôi giảng rồi cũng gom vậy đó thôi. Nhưng càng ngày tôi càng đi sâu hơn, càng ngày càng làm cho nó sáng tỏ hơn. Có vậy thôi. Thì bây giờ nói gần, muốn đi xa thì phải bắt đầu từ gần, tức là từ cái này. Thì tới là chúng ta bắt đầu trả cái này, nhưng mà trả cho thật rành. Do duyên căn là khoa học kêu là sinh lý, là có cái chưa có cái biết mà có sự sống, chẳng hạn là mắt tai mũi lưỡi thân óc
nhưng óc thì nó là thuộc về tư tưởng. Rồi tiếp xúc với trần thì khoa học kêu là vật lý, chưa có sự sống, chưa có cái biết, đó là sắc thân hư vi xúc pháp. Rồi khi hai cái này tiếp xúc với nhau, giao thoa nhau, sinh ra cái nhãn thức nghĩ là cái biết mà chưa có phân biệt, đó là nhãn thức nghĩ tỷ thiệt thân. Rồi tất cả những cái cảm giác này đó, cảm giác lờ mờ của ngạ quỷ, tức là chưa có sự phân biệt, mới đưa lên cái óc là ý căn, thì nó tiếp xúc với pháp trần là nó sửa sắc thân hương vị xúc này lại thành ra tư tưởng, sự phân biệt. Phân biệt lờ mờ nó kêu là ý thức, tức là xúc sanh. Lờ mờ là sao? Dạ thưa, lờ mờ là chưa có sự ý chí cải sửa, chưa có nghiệp, chưa có sự đắn đo lựa chọn hành động để tạo nghiệp, thì cái này kêu là ý thức, tức là cái tư tưởng của loài xúc sanh. Rồi sau đó mới qua ý xúc là khỏi người, thêm cái a la da, thêm cái mạt na vô, tức là có sự tư tưởng mà có đắn đo lựa chọn suy nghĩ hành động để tạo nghiệp, thì đó kêu là ý xúc chứ không phải là ý thức nữa. Thì thôi, tới đây là để về sau chúng ta tới đây là được rồi. Tôi nói lại, nói lại rồi thì tới trả nha, thì tới tôi vô thẳng à, không có giảng dài dài nữa à, thấy không? Là do duyên căn, khoa học kêu là sinh lý, thì thường kêu là địa ngục. Địa ngục gì? Địa ngục hữu dáng, tức là có sự sống mà chưa có cái biết, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng mà ý nó thuộc vào phần đầu não. Tiếp xúc với trần thì khoa học thường kêu là vật lý, tức là chưa có sự sống, chưa có cái biết. Chưa có sự sống mà chưa có cái biết, thì đó là sắc thân hương vị xúc pháp. Thì chúng ta nhìn ở ngoài, chúng ta biết, nhìn trong con người mình biết. À, con người mình thí dụ, sắc là cái gì? Sắc là cái ghen. À, là cái cức rấy, là cức nổi, thuộc về sắc. Phải không? Khinh là cái tiếng nói của mình. À, còn cái hương đó tức là cái mùi của mình ngửi. Mùi nhang, mùi này, mùi kia ở trong con người mình rồi. Vị thì là cái mùi chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng. Còn xúc đây là trơn, láng, mịn màng, mình tiếp xúc hàng ngày. Thì những cái này có cái biết không? À, có sự sống không? À, thì chúng ta kêu đó là trần, và khoa học kêu là vật lý, tức là địa ngục vô gián. Nó không có sự sống, nó phải hàng ngàn, hàng tỷ năm nó mới tiến lên được cái căn này. Rồi cái căn này phải hàng ngàn, hàng tỷ năm mới tiếp xúc với trần, mới sanh ra cái ngạ quỷ. Thì chúng ta thấy ngạ quỷ cũng lâu năm mới được á, chứ không phải giỡn đâu. Ừ, ngạ quỷ phải trải qua lâu đời đó thì bắt đầu mới là có cái ốc. Chúng ta thấy cỏ cây đó, cỏ cây có ý căn không? Có không? Ví dụ có cái cây ở ngoài đó, kêu là cây xanh cây gì đó, nó trồng ở dưới đất gì đó, nó có sự phân biệt không? Không. Nó có cảm thọ không? À, có cảm thọ. Cảm thọ của nó là gì? Cảm thọ là cái rễ của nó. Nó bò nó đi kiếm nước để nó nuôi cây, nó bò nó đi kiếm đất để nó nuôi cái thân nó. Còn đất đó có cảm thọ không? Không. Đất có sự sống không? Có không? Có không nè? Có hai thứ đất. Một thứ đất có sự sống, rồi cái thứ đất không có sự sống. Đất có sự sống kêu là đất gì? Mà đất không có sự sống kêu là đất gì? Đất chết. Quý vị có đi ngoài trung đó,
Quý vị hỏi mấy ông tài xế, có những cái núi đồi mà núi trọc, tức là không có cây gì mọc hết á. Tôi lấy làm lạ, tôi nói sao cái núi này không có cây gì mọc trên trời đất không vậy không? Tài xế, cái này là tụi Mỹ nó bỏ xăng đặc đó sư, kêu là chất độc da cam vậy đó. 30 mấy năm mà không có cây gì mọc, đất này đất chết. Tức là nó thuộc về gì? Về trần. Rồi thọ khí âm dương chừng 30-40 năm nữa thì nó bắt đầu có cái sự sống. Thì kêu là căn. Chúng ta phải để ý à, người học Phật là phải rành cái đó. Cái răng quý vị còn ở trong cái rưỡi này, cái căn đó, cái răng đó là sinh lý hay vật lý? À, sinh lý. Rồi quý vị nhổ ra ngoài thì sinh lý hay vật lý? À, vật lý, phải biết cái đó. Rồi khi nó nhứt cái răng là quý vị nhứt cái gì? Phải nhứt cái răng không? Nhứt cái gì? Nhứt cái tủy ở trong răng, phải không? Nên lời nhà y nó soi cái lỗ, nó lấy cái tủy ra thì cái răng hết nhứt. Mà nếu cái răng còn cái tủy thì răng nó kêu là răng gì? Răng đó là sinh lý. Mà lấy cái tủy thì cái răng thành răng gì? À, vật lý. Phải để ý nha. Thì tới tôi hỏi đó, muốn học di thức là phải rành những cái đó, phải nắm cho vững ngay trong con người quý vị thôi. Thành ra cái cây xanh này đó là mình kêu nó là sinh lý, nó có sự sống, nó là căn. Bây giờ tôi lại tôi nhổ ra khỏi cái chậu đó thì nó sinh lý hay là vật lý? Vật lý. Cây này cây chết đó. Cái rễ nó lại bật khỏi đất rồi nó làm sao sống? Thành ra quý vị đem vô đi chân nó chừng 7-8 bữa là đem dục, phải vậy không? Còn quý vị mà để trong cái chậu vô đây để mà bây giờ đem ra phơi xương 1 năm giờ nó cũng còn sống nữa. Vì nó còn cái rễ nó hút đất hút nước. Thành ra mình phải để ý là trong vũ trụ là son sắt thân mình cũng đủ hết. Tôi móc con mắt ra, tôi cắt cái lỗ mũi ra thì do trở thành vật lý hết. Hay khi tôi đứt bóng một cái tôi nằm xuống thì mắt tai mũi lưỡi trở thành do tiêu hết, vật lý, không có sự sống nữa. Nhưng mà nên nhớ con mắt chỉ có sự sống chứ nó do cái biết điều khiển. Thì tôi thấy thần thức ra, tức là A-lại-da, cái này mới quan trọng. Tôi lấy A-lại-da ra khỏi thể xác này rồi thì mắt tai mũi lưỡi còn không? Còn không? Còn. Nhưng mà có cái sự sống không? Không. Nếu mà cái A-lại-da tôi nhập vô lại nữa thì cái xác thân tôi sống lại như cũ. Thành ra có 2 cách chết. Cách chết của quý vị là cái chết mắt tai mũi lưỡi thân. Còn cái chết của A-la-hán đó là lấy cái thần thức ra thật kêu là thâu thần, đi vào diệt thọ tưởng định. Thành ra tôi sau này tôi mới hiểu cái đó, thì tôi muốn cái gì tôi là không phải tu trên cái này nữa. Mà tu trên cái thần thức á, con mắt cái căn này cũng do thần thức, cái trần này cũng do thần thức, rồi thức, xúc, thọ, ái này cũng do thần thức phát hiện ra. Mà nếu quý vị tu trên cái này là quý vị lẫn quẩn hoài. Còn quý vị qua đạo Phật thì quý vị tu nhập lưu nhất vãng lai bất lai là tu trên thần thức. Tức là quý vị không tu trên bóng đèn, bàn ủi, quạt máy mà quý vị tu trên cái luồng điện. Luồng điện với bóng đèn với quạt máy một thứ không? Khác nhau. Bây giờ quý vị đang sống với cái bóng đèn, con mắt, cái lùa, cái bóng đèn lỗ tai, cái bàn ủi, cái quạt máy, thì hễ bóng đèn đứt quý vị nó con mắt tôi đuôi rồi, con mắt không có của tôi, con mắt đuôi chứ cái biết không có đuôi. Còn quý vị lấy con mắt làm mình thì đứt bóng con mắt nói tôi đuôi rồi, không có tôi trong đó đâu, có con mắt đuôi thì có chứ không có tôi đuôi. Rồi xác thân này chết nói tôi chết rồi, cái xác thân chết chứ cái biết, cái xác thân chết cái biết không có chết. Nếu quý vị tu theo có biết, quý vị là Phật, đây là Thái tử Địa Đạt Ta đã tìm ra đạo Phật. Nhưng mà không phải dễ vậy đâu, nói vậy chứ không phải vậy. Nói cho quý vị biết vậy thôi, rồi quý vị sẽ đi hết cái này. Thì quý vị phải hiểu đạo Phật. Còn nếu không hiểu rành là không qua đạo Phật được. Nếu qua là đạo Phật dỗm thôi, giống như quốc đầu Long Phất A-la-la, không nắm vững cái này.
mà là tôi 45 năm trường tôi mới nắm được cái này. Nó khó, nhưng mà ý chí mình mạnh rồi cái gì cũng dễ hết. Rồi ý chí mạnh không? Té rồi nằm dạ luôn hay té rồi ngồi dậy? Nếu ngồi dậy đừng có vô đây nữa. Nếu là nằm dạ luôn thì thôi ở nhà. Con đường đây là con đường dài dẳng đó. Mỗi người phải quyết định cho mình, không ai quyết định cho mình hết. Cái số phận của mình là do chính mình quyết định. Trên con đường tu tập chúng ta vấp ngã hàng trăm hàng ngàn lần. Đây chưa phải là lần trận sau cùng chiến đấu đâu. Còn vấp ngã nhiều lần nữa. Mà hãy vấp ngã 10 lần thì tôi sẽ ngồi dậy 11 lần thì ngày này tu được. Còn nói con bị tại vì bởi thôi ở nhà đừng có vô đây nghe nữa. Tôi bắt cả bài hết đó. Cái này là tôi đi từ từ, là mỗi người phải nắm vững của tôi. Tặng ra mà làm sư cô với người ta. Để xong bài pháp này rồi tôi cạo đầu hết. Làm sư cô đừng có ở ngoài, ở ngoài quậy lắm. Bây giờ xuống là ai cũng khoái vật chất hưởng thụ quá trời. Tôi thấy bây giờ ai đây cũng có thần thông hết. Quý vị chưa tu là quý vị có thần thông rồi. Thì tôi tu bốn mấy năm mà tôi không có thần thông. Quý vị có thần thông hết. Trong này 50 thì ấy mà 80 vị thì cũng 70 có thần thông rồi. Phải vậy không? Thì thôi tới đây mình tạm dừng ha. Rồi thì tới là tiếp tục nữa. Chắc đồng hồ reo quá đó. Thì kỳ tới nắm cái này trả bao nhiêu thôi nha. Có 6 căn, 6 tầng, 6 thức, 6 thức thôi. Còn 6 xúc là người và trời dục giới, 6 thọ là trời sắc giới, 6 ái là trời vô sắc. Cái này là đắc quả nhập lưu. Và cái này là cái này mới đắc quả nhập lưu. Và cái này đắc quả nhất vãng lai. Nhất vãng lai và bất lai. Cái này là đắc quả la hán. Thì có đó lâu quá. Còn không khéo thì mình nhận cái xúc này đó, người trời này quả nhập lưu thì lọt ngũ âm mà. Còn nếu nhận cái trời dục giới và sắc giới này đó là nhất vãng lai thì lọt ngũ âm mà. Nó khó. Còn nhận cái nhãn ái này, ý ái này đó là A-la-hán, là chúng ta lọt ngũ âm mà. Thì sau này tôi phân biệt cho rành rẽ. Rồi phải trả bài, rồi phải nắm vững, rồi phải làm sư cô với làm tăng với người ta. Thì thôi bây giờ chúng ta tạm dừng. Vậy thì trước khi mà